Xã Đồng Thanh, huyện Kim Động vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đình làng Thanh Sầm và khánh thành nhà văn Chỉ. Đình Thanh Sầm được khởi dựng vào khoảng thời Hậu Lê với kết cấu kiến trúc kiểu tiền nhất hậu đình, gồm 5 gian đại bái, 5 gian trung tử và 3 gian hậu cung, được làm bằng gỗ tứ thiết, trang trí trên các mảng chạm mang đậm phong cách mỹ thuật thời Nguyễn. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình là nơi hội họp cất giấu tài liệu hoạt động cách mạng của lực lượng Việt Minh trong xã, sử dụng làm kho dự trữ thóc gạo, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày nay di tích được tu sửa khang trang, thờ nhị vị Thành Hoàng Làng, Hướng Thiện, Đinh Quốc Đại Vương và Đạo Quang Vĩnh Yên Đại Vương thời Vua Hùng Vương, có công giúp các vua dẹp giặc đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đình làng Thanh Sầm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia năm 2021. Nhân dịp này, xã Đồng Thanh cũng đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn Chỉ thôn Thanh Sầm.